Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Bình Peter. Và trong cái video này thì mình sẽ nói về một cái tổng quan về cái phần mềm chép nhạc Musescore. Đây, nó sẽ có cái logo như này, đúng không? Và cái này thì nó sẽ ưu việt hay là có cái gì khác so với những cái phần mềm chép nhạc khác nhé? Thì mình nói ngắn gọn thôi. Đầu tiên thì cái này thì nó khi mà mình mới dùng thì lúc đầu cảm giác nó sẽ đây đây là cái phần mềm chép nhạc ở trên máy tính của mình đúng không ạ? Đó là Musescore 3. Đó. Thì cái này về mình đánh giá chung chung thì nó sẽ có vẻ là hơi khó dùng hơn so với thằng Cibelius, cái phần mềm Cibelius đó. Đó. Còn Encore bây giờ thì không tính nhỉ, đúng không ạ? Final thì nó cũng gần tương tương với Cibelius thôi, nhưng mà mình thấy Cibelius bây giờ vẫn là phần mềm nếu các bạn sử dụng chuyên nghiệp thì cái đó mình thấy vẫn là đánh giá cao hơn. Đó. Đây là về 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 phần mềm để các bạn làm chuyên nghiệp, còn nếu mà các bạn sử dụng chỉ chép đơn giản như là piano hoặc là ca khúc thì mình thấy cái phần mềm này nó khá là hay, và cái này nó có một cái cộng đồng rất lớn mạnh. Nhất là ở bên nước ngoài thì người ta hay sử dụng cái Musescore này. Lý do là làm sao? Thì nếu các bạn có tìm hiểu kỹ về thằng Sibelius ấy, thì cái hệ sinh thái của nó cũng khá là mạnh. Mạnh ở đây là nó có các phần mềm khá là chuyên nghiệp, là nó chuyên chuyên môn hóa cao. Còn cái của thằng phần mềm Musescore này thì nó lại có một cái mạnh riêng, đó là nó xin lỗi các bạn đang bị ho. Cái này thì nó khi mà các bạn chép xong đây này thì các bạn có thể là up lên một cái trang của nó. Đây, mình sẽ mở cái trang của nó nhé. Cái trang của nó. Đây. Đây, mình đang có tài khoản đăng ký đây. Khi các bạn chép xong bên đấy thì các bạn có thể up lên đây nhé. Đó. Đây, ví dụ như là vào cái MyScore của mình này, là cái các cái bản nhạc của mình đúng không ạ? Thì mình đã có up thử lên đây. Đó. Nó rất là hay. Khi mà các bạn up lên đây thì khi các bạn down cái app ở trên iPad hoặc iPhone trên điện thoại đều được. Thì các bạn có thể xem đọc được bản nhạc luôn. Đó, đó là cái hay của nó. Và các bạn có thể để chế độ công khai thì để mọi người cùng xem, hoặc là ở chế độ không không công khai như này thì là chỉ có một mình cá nhân và mỗi người xem thôi, một mình xem thôi, đúng không ạ? Đó, nó ở đây nó có nhiều chế độ để các bạn có thể quản lý được nhé. Đó. Và cái này thì cái tài khoản này thì nếu mà các bạn đăng ký miễn phí như này thì nó có một cái là những cái bản nhạc ở trên đây mà nếu mà bản official á thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn được xem. Và các bạn phải đăng ký lên, gọi là đóng tiền vào thì sẽ được cái tài khoản Pro á, thì các bạn mới xem được. Đó, ví dụ như là mình search bài Skip to my Blue này. Đó, thì ở đây nó sẽ có những cái bản nó ghi đây, ví dụ đây Pro này. Đây, bản này bản thường này. Đó, đây ví dụ như cái Official Score này thì mình sẽ không được xem. Bởi vì mình không có mua cái bản nâng cấp tài khoản lên Pro được. Đó. Thì cái này là một cái để các bạn có thể được cái âm thanh nó chất lượng hơn và bản nhạc nó chất lượng hơn. Đó. Thì các bạn phải đóng tiền hàng tháng hàng năm. Nhưng nói chung thì các bạn cứ dùng miễn phí mà để lên đây để lưu trữ được cũng là rất là hay. Đấy, ví dụ như là các giáo viên thì mình lưu trữ bản nhạc lên đây để mình dạy học. Đúng không ạ? Các gọi là bên bên tôn giáo á, những nhà thờ chẳng hạn thì các bạn có thể up lên đây để các bạn cùng hát trong ca đoàn thì nó cũng rất là hay. Đó. Rồi, đó, đó là cái hệ sinh thái của thằng này thì nó được cái nó như vậy. Còn cái bên Similar thì nó các bạn chép xong thì các bạn không thể up lên một cái trang nào đấy để đọc được. Đấy, ví dụ mình mở cái trang này này. Đó. Thì nó sẽ đọc được luôn trên online. Đấy, tức là nốt nhạc nó chạy được luôn như này. Đó, như vậy thì nó sẽ rất là tiện để các bạn học hành.
các bạn chia sẻ nó cũng rất là hay. Đó, các ba band nhạc mà cũng chia sẻ những cái tổng phổ của band chẳng hạn lên cho cả nhóm chơi thì nó rất là tiện. Đó, đó là cái hay của cái phần mềm này. Đó. Ok, thì sắp tới thì mình sẽ có dự tính là sẽ hướng dẫn qua về cái cách sử dụng của cái phần mềm MuseScore và cái hệ thống của nó ở đây. Thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu những cái ưu việt của nó vậy thôi. Đó. Thì trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ nói rõ hơn. Và nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm chi tiết hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu mà thấy kênh của mình có nhiều video hữu ích hay thì các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn và chào hẹn gặp lại các bạn.